Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Video ngày hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách vệ sinh điều khiển trên chiếc TV. Nhưng mà một số bạn thì sử dụng điều hòa, sử dụng những thiết bị đồ điện cũng có những cái chiếc điều khiển như thế này. Thì một số bạn bảo mình rằng khi một chiếc điều khiển còn mới thì nhìn nó rất là đẹp, rất là chân chu, hình ảnh rất là rõ nét. Nhưng mà khi mà mình nắp pin vào một chiếc điều khiển đã cũ, trong quá trình sử dụng thì không thể tránh khỏi là điều khiển mới hoặc điều khiển cũ, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao để chiếc điều khiển của các bạn lúc nào cũng sạch sẽ và chạy rất là tốt? Đây, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mở nắp một chiếc điều khiển của chiếc điều hòa. Các bạn xem ạ, hình ảnh rất là mờ. Và những cái phím bấm thì cũng rất là mờ rồi. Bật tắt và thì núc được đúng không các bạn này? Khi mà mình bật tắt chiếc điều khiển này thì nó có nhấp nháy này. Đấy, nó nhấp nháy cái hiển thị này, đèn hiển thị, chứng tỏ là cái đèn hiển thị này nó đang bị chập chờn đấy, nhấp nháy nhá. Đấy, vậy thì làm sao để vệ sinh cũng như để khôi phục chiếc điều khiển của chiếc điều hòa này ok một chút, mặc dù để mà như mới như chiếc điều khiển này thì chắc chắn là sẽ không có, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video ngày hôm nay một cách chi tiết bằng cái bộ vệ sinh điều khiển, vệ sinh TV, vệ sinh laptop, vệ sinh điện thoại, vệ sinh máy ảnh và vệ sinh cả máy in này. Thì hôm nay tôi sẽ dùng một cái chai vệ sinh điều khiển này để tôi sẽ vệ sinh chiếc điều khiển điều hòa này. Về cái cách mở thì như video hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn rất nhiều rồi. Các bạn sẽ mở, đầu tiên các bạn sẽ mở ra và các bạn tháo hết pin ra nhá. Có pin thì các bạn sẽ tháo pin ra. Sau đó là về cái cách mà mở chiếc điều khiển này á, thì các bạn sẽ đẩy ngược lại. Các bạn sẽ đẩy ngược ra. Đẩy ngược ra thì lúc này thì nó sẽ không bị làm xấu ở cái viền này. Đây này, tôi sẽ chọc mạnh, dùng cái tô vít hai cạnh và tôi sẽ chọc mạnh vào cái khay. Điều khiển này nó rất chưa mở bao giờ cho nên là nó rất là mới. Đây, và tôi sẽ đẩy ngược ra này. Tôi sẽ đẩy ra như này nhá. Đấy. Đấy, lập tức là đã nghe tiếng cạch một cái thì nãy nó đã ra này. Đấy. Cái này thì nhiều lúc thì các bạn phải sử dụng, đấy, sử dụng sức để các bạn sẽ đẩy được cái nắp này ra. Khi mà mình mở được chiếc nắp này ra thì các bạn xem ở bên trong của chiếc điều khiển của cái điều hòa thì nó khác chiếc điều khiển của tivi như thế nào và cách vệ sinh ra làm sao, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết ở video này. Đây, khi mà mở ra thì các bạn xem ạ, bụi bẩn nó rơi vào rất là nhiều. Thì lúc này các bạn sẽ mua cho mình một cái chổi lông. Các bạn có thể vệ sinh sơ đẳng đầu tiên. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có những cái chổi lông như thế này thì các bạn mới quét được cái bụi bẩn ở những cái khe mà nó chui ở những cái khe khó vệ sinh nhất, thì các bạn vệ sinh của mình. Đây ạ. Rồi, quan trọng nhất là cái phần này, cái phần điều khiển này, cái phần điều khiển này. Đấy. Thông thường tất cả những cái chiếc điều khiển của điều hòa ấy, thì nó sẽ có ốc vít ở bên trong. Đây, 1, 2, 3, 4. Để nó sẽ giữ cái bảng hiển thị như thế này. Thì các bạn sẽ mở ốc vít ra hộ mình nhé. Các bạn mở ốc vít ra hộ mình. Tôi sẽ mở 4 con ốc vít này ra. Tôi sẽ bỏ tạm vào cái khay, tạm vào cái nắp của điều khiển để nó khỏi rơi mất. Mọi người làm thì các bạn không thể bằng thợ làm được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà người thợ làm, người ta làm quen rồi. Thứ hai là từ vị trí con ốc nào đặt, nó có những cái gì, thì các bạn sẽ làm từ từ và các bạn để ý. Các bạn làm theo mình nhá. Rồi, khi mà mình mở 4 ốc này ra rồi thì tôi sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu được ở bên trong mặt sau của chiếc điều khiển này nó có những cái gì. Đây ạ. Thì các bạn cần phải vệ sinh những cái gì thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở cái video này sau. Thứ nhất về cái vấn đề hiển thị này, thì trong quá trình sử dụng ấy, đây thì ở dưới cái mặt đây, cái màn hình này thì nó sẽ có một hàng, nó sẽ có một cái hàng để nhận tín hiệu đưa lên. Thì cái hàng này nó cũng hay bị nước vào, nó cũng hay bị oxy hóa, thì các bạn sẽ cần cái màn hình hiển thị ra riêng một chỗ của mình và nó không liên quan. Mà cái liên quan nhất là các bạn sẽ tìm đến, thứ nhất là những cái chip bấm ở trên cái bảng điều khiển này.
Những chip bấm này á, trong quá trình sử dụng các bạn bấm nhiều thì cái chổi than này này, cái chổi than này ấy, nó sẽ bong ra và nó sẽ dính vào rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó sẽ làm cho chiếc điều khiển của các bạn bấm hay bị đơ hoặc là rất là khó bấm. Thì cách vệ sinh như sau. Đầu tiên các bạn sẽ lột cái lớp chổi than và cái bảng điều khiển này ra, và các bạn sẽ sử dụng chổi lông này và các bạn sử dụng các bạn quét thật sạch. Khi mà một chiếc điều khiển sạch sẽ thì lúc nào cầm trên tay thì nó cũng rất là ok, đúng không ạ? Có cái bộ phận nhá, các bạn lưu ý hộ mình này, có thể video trước mình làm nó chưa được chi tiết cho lắm. Cái đây là những cái lớp cao su, đây là những cái lớp cao su. Chính vì vậy các bạn không được xịt vào những lớp này, không được xịt cái chai dung dịch này này vào cái lớp này, bởi vì cái chai dung dịch này nó là một chất tẩy rửa rất là mạnh. Chính vì vậy mà khi mà các bạn xịt vào ấy, nó sẽ bị bong cái lớp cao su này này, thì nó sẽ làm cho chiếc điều khiển của các bạn nó không bị tiếp. Mà các bạn chỉ sử dụng bàn chải này, các bạn vệ sinh nó đi thôi nhá. Rồi, vậy thì đầu tiên thì tôi sẽ vệ sinh ở đằng sau và bên trong bằng cách quét như này. Còn ở bên ngoài thì muốn cái màn hình nó đẹp, muốn nó ok một chút thì các bạn sẽ sử dụng dầu. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng chai pha con này 503. Rồi, cái này rất tốt nhá. Khi mà các bạn xịt thì các bạn xịt đứng cái chai này để nó không bị hết dầu. Đầu tiên thì tôi sẽ xịt vào cái màn hình. Các bạn sẽ xịt nhiều. Và các bạn sẽ sử dụng một chiếc khăn sạch, các bạn vệ sinh. Đấy. Thì tại sao mà khi mà mình sử dụng nhá, mình sử dụng cái chai pha con này, mình xịt vào cái màn hình ấy, thì các bạn xem cái màn hình này. Đấy, nó rất là mới, nó rất là mới. Đây các bạn xem, tôi xịt này. Và tôi vệ sinh đi. Màn hình rất là mới. Thì khi mà các bạn xịt xong và các bạn tẩy rửa xong, bởi vì cái điều khiển này á, khách hàng làm rất là xước rất là hết nhiều như này, thì đương nhiên nó không thể bằng cái mới này được. Để vệ sinh nó sạch thì các bạn phải xem góc độ của nó bẩn nước cỡ nào để các bạn vệ sinh cho nó. Thì tôi cái bình xịt này, cái chai xịt của tôi ấy, thì các bạn thấy mình chỉ xịt một lần đầu tiên thôi, xịt đơn giản thôi, và mình sẽ lau qua thì cái mặt trước này nó đã sạch rồi đấy. Và cái này thì vệ sinh thủ công, các bạn sẽ quét sạch của mình đấy. Sau đó là mình sẽ đặt vào vị trí ban đầu. Nhưng cái quan trọng nhất là cái bảng mạch này. Cái bảng mạch điện tử này thì rất hay bị nước vào và rất hay bị ẩm thấp, bụi bẩn. Khi mà bấm vào cái hiện tượng đơ, cái hiện tượng mà núc được núc không là do cái bảng mạch này. Chính vì vậy mà cái chai vệ sinh của mình ấy thì chủ yếu hỗ trợ về cái vệ sinh cái điều khiển của cái mặt này là ok nhất. Mình thấy là nó tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Và cái ưu điểm của nó là khi mà mình xịt xong, trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ bốc hơi, nó bay đi. Nó vì vậy mà khi mà nó bốc hơi bay đi thì nó khác ở những cái vệ sinh như dầu RB7 hoặc là một số cái dung dịch như nước, giấm, rồi một số bạn bảo dùng cồn, thì nó không bay đi và nó đọng lại nước. Chính vì vậy mà gây hiện tượng chạm chập rất là cao. Nhưng mà cái chai vệ sinh này thì nó sẽ trong khoảng thời gian rất ngắn. Ví dụ mình xịt một chút để các bạn biết này. Mình xịt một chút và tôi sẽ quay gần. Thì các bạn xem, trong khoảng thời gian rất ngắn thì cái dầu này nó sẽ bay đi này. Nó bay đi thì nó không để lại nước. Không để lại nước thì nó sẽ không gây chạm chập. Đấy là một cái gọi là cái ưu điểm của chai vệ sinh này. Bây giờ thì để vệ sinh nó thì tôi sẽ xịt toàn bộ. Đấy, các bạn xem ạ, tôi xịt rất là nhiều nước nhá. Và tôi sẽ lấy một cái khăn vải cốt tông như này, tôi vệ sinh, đánh sạch đi. Đấy, đánh sạch những cái chân này thì lúc này nó sẽ sáng. Thì cái tiếp điểm của nó, đấy, thì cái tiếp điểm của nó rất là tốt. Khi mà tiếp điểm tốt rồi ấy, thì đương nhiên là cái điều khiển của các bạn bấm sẽ chân chu hơn, bấm sẽ không còn bị đơ nữa, đúng không ạ? Chắc chắn nó là như vậy rồi. Đấy, ok chưa? Rồi, khi mà mình đã vệ sinh xong một chiếc cái bảng mạch này thì các bạn xem mới chưa? Rất mới nhá. Ok, tôi nắp vào này. Nắp vào thì tôi nắp màn hình vào. Và tôi sẽ nắp trả lại vị trí ban đầu.
Lúc vừa rồi có 4 con vít thì các bạn sẽ vít vào. Thời gian qua thì mình thấy là trong quá trình mình làm một cái video hướng dẫn các bạn cách vệ sinh TV này, hướng dẫn các bạn cách vệ sinh điều khiển, thì mình thấy rất là nhiều bạn đặt hàng mua những chai vệ sinh này. Các bạn thấy nó có hiệu quả không ạ? Với mình thì nó là vô cùng hiệu quả. Các bạn phải hiểu rằng là mình là một người thợ kỹ thuật. Khi mà mình đã chia sẻ cho các bạn một kinh nghiệm về một cái vấn đề, cũng như những chiếc TV siêu mỏng bây giờ mình đã chia sẻ các bạn rất nhiều. Khi mà mình chia sẻ các bạn thì mọi người đều là cảm ơn mình. Vì vậy mà bên mình cung cấp những cái chai này, mình thấy nó hiệu quả, mình thấy nó hợp lý, mình cung cấp cho các bạn để các bạn sử dụng, để các bạn là để giúp những cái thiết bị điện tử nhà các bạn chạy bền hơn, tốt hơn. Đấy, ok này. Bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp vào. Mở ra thì rất là khó nhưng đóng vào rất là dễ. Các bạn chỉ cần ấn vào đúng cái khay của nó thì tự động nó sẽ vào. Tôi sẽ nắp pin. Và lúc này các bạn xem ạ, khi nắp pin xong thì chiếc điều khiển đã hiển thị bình thường này. Bật này, đấy. Các bạn xem, khi mình bật thì cái nhiệt độ 24 độ này, 24 độ tăng giảm này, nó không còn bị đơ như lúc đầu nữa, nó không bị nhấp nháy như lúc đầu nữa, mà nó chạy rất là chậm, ok. Đấy, các bạn xem, tôi tắt này. Đấy, lập tức nó tắt ngay chứ không nháy như lúc đầu nữa đâu, đúng không ạ? Bật này, đấy, nó lên ngay. Đấy là một cái hiệu quả của cái chai vệ sinh Facon này mà mình đang bán cho các bạn rất là nhiều. Ok, vậy hôm nay thì chuyển xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này của mình. Các bạn có đóng góp ý kiến gì, cũng như các bạn đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Và các bạn đừng quên giới thiệu với mọi người biết, để những cái gì hữu ích nhất thì đem đến những cái để phục vụ bà con, cũng như đem đến những cái tiện ích nhất cho quý vị của các bạn, cho gia đình của các bạn và cho người thân của các bạn. Còn bây giờ thì chuyển xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Tôi sẽ nắp vào và tôi sử dụng thôi. Ok.